trao giải Việt Nam Idol 2016. Vâng, tôi là Hoàng Quyên và ngày hôm nay tôi rất vui khi được quay trở lại với ngôi nhà Việt Nam Idol của mình, với khán giả của tôi và với khán giả của Việt Nam Idol. Quyên, à, hình như có gì đó sai sai ở đây đúng không Quyên? Anh ơi, đây là nhà em anh ạ, đây là nhà em, anh hiền hơn em một chút đi. Nhà em biết rồi, Việt Nam Idol là nơi mà em đã trưởng thành tại đây và ra rồi thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nhưng ngày hôm nay Minh Sầu là MC mà các bạn khán giả. Hôm nay Quyên quay trở về nhà và cho phép Quyên được tự do một chút, thử thách mình một chút. Làm MC chính trong vòng 10 giây như vậy có được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Rất là dễ thương và thoải mái và cảm ơn bạn đã giúp cho tất cả các bạn khán giả của chúng tôi trở nên thoải mái hơn với những giây phút tiếp theo. Thế thì trải qua 4 năm sau khi rời khỏi thần tượng âm nhạc Việt Nam thì bạn đã thành công như thế nào rồi ạ, Hằng Quyên? Rất cảm ơn câu hỏi của anh. Quyên thì Quyên nghĩ rằng với 4 năm đầu tiên của Quyên mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Quyên mới có 2 album của mình. Và năm ngoái 2015 thì Quyên có live show đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc tại Hà Nội. Và ngày mai Quyên sẽ có bài hát tiếp theo cho dự án 2016-2017. Đó là bài hát mà Quyên sẽ hát sắp tới đây. Và một cái tin rất mừng nữa, Quyên rất muốn chia sẻ với anh Minh cũng như khán giả của Quyên là trong tháng 10 này Quyên vinh dự được là đại diện Việt Nam tham gia Festival âm nhạc ASEAN Cộng tại đảo Hải Nam Trung Quốc. Vâng. Quá là tuyệt vời những sự thành công do chính bản thân bạn gặt hái được trong 4 năm vừa qua. Minh Sầu tin chắc rằng là rất nhiều sự cố gắng và đầu tư trong âm nhạc nghệ thuật của bạn nữa. Thế thì ngày hôm nay đến đây rồi chia sẻ về cái món quà, cái sản phẩm mà ngày mai bạn mới phát hành và tối nay chúng tôi có được lắng nghe không ạ? Vâng ạ, tối nay Hoàng Quyên sẽ lần đầu tiên hát và hát trước tặng quý vị khán giả của Việt Nam Idol. Quá tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho ca khúc lần đầu tiên trình diễn tại sân khấu của thần tượng âm nhạc Việt Nam với nữ ca sĩ Hoàng Quyên.